Bao giờ gian dối lòng lừa em ơi, hai chúng ta dấu cho này
sợ điều gian khó xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lòng lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến
cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Giữ tình yêu dân song thân yêu dấu tặng đôi
lòng bồi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng. Để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt hôm nay.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình rời. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Chị dính, dính giờ cầm đó, cầm dính dính đó, dính cái tay chị không hết đi chứ, không hết à, cái đó là không có để được, phải cho nó tròn quá rồi con Vinh nó đi rửa cho mẹ con hết mới được, thì uống không có rửa thì nó không được, một chút mà rồi cảm ơn để bên đây. Nhiệt tình cũng chăm cho cha mẹ, cha Ly, Ly đỡ phụ trình luôn. Mẹ Ly, hai người. Rồi, con xây bên đây xá, hai xá thôi nha. Rồi, xây qua đây. À, hai xá nữa. Không. Rồi con dâu cầm băng ra đi. Dạ kính thưa quý ông quý bà trưởng tập hai họ, đến giờ này thì buổi lễ đã xong. Tôi xin đại diện hội nhà trai là xin lễ kiếu. Và xin ông đại diện nhận lễ và quý ông bà để qua hội nhà trai chuyển đưa dâu của nhà con thân mật. Xin kính trình. Cái đó là bằng chết thôi chứ. Cái lụ đâu có chết. Anh Nhí ơi, cho đi coi đám cưới nè, vui lắm nè anh Nhí ơi. Trời ơi, cô dâu chú rể mặc đồ đẹp quá. Mai mốt tụi mình đám cưới cũng mặc đồ y vậy ha. Sao? Thôi anh kỳ quá à, có gì thì hỏi ba má đi, chứ em không biết đâu à. Nghe xôn xao sớm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kìa màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vội vàng lăn xăng chú quay phim màu, có cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi sớm ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lội sớm rủ nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi quyên ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cụ già
nheo mắt tăm tắc ngợi khen. Mấy thợ đỡ xem chiếc áo thôi trang trang áo cưới ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so khi ra duyên tới phiên cái tội mình. Còn chờ đôi bên mai mối đưa tình nín hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng có ồ dù chè nón nghiêng bài thơ. Trông xa như bướm bay dương qua rước tha vào nhà. Nhớ ơi, con gái con đứa sáng sớm cũng lo quét nhà đi đâu rồi? Chết rồi, má em kêu. Sao đâu, ráng ở lại coi đám cưới chút xíu rồi vô. Dẫu ơi, sao không trả củi rồi đi đâu mất tiêu rồi? Chết cha, ba anh kêu nữa. Thôi, coi đám cưới rồi mới vô. Dạ. Nghe xôn xao, sớm trên làng bên, ôi vui ghê, rước dâu miệt vườn. Kìa màu son tươi, chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vội vàng lăng xăng chú quay phim màu, có cô thì làm mìm, có cô thì cười duyên. Ôi sớm ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lội sớm rủ nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi quyên ương xứng đôi dừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tăm tắc ngợi khen. Mấy thợ đỡ xem chiếc áo thôi trang trang áo cưới ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so khi ra duyên tới phiên cái tội mình. Còn chờ đôi bên mai mối đưa tình nín hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng có ồ dù chè nón nghiêng bài thơ. Trông xa như bướm bay dương qua rước tha vào nhà. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai cậu bông đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nghe em đêm nay mới là đêm đồng phong. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai cậu bông đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nghe em đêm nay mới là đêm đồng phong. Có ông rể quý
tôi xin đại diện xin trình lễ cho hai cháu được làm lễ ông bà quá cố như tổ tiên ra mắt ông bà tổ tiên xin kính trình. Thì con bước vào trong một xá bàn thờ uống xá để con cầu uống rượu đừng nhìn cao lắm. Bốn xá rồi quý ông quý bà tự tộc hai họ cái này phần là cho hai cháu làm để ông bà con sinh tiền cũng như ra mắt cô dâu ra mắt mọi nhà trai. Thì đây tôi cũng xin đại diện cho mọi nhà trai cùng xin giới thiệu với hai cháu cô dâu thì đây là bác hai trai và hai gái, đây là bác xui và đây là cậu Tư. Thì con tình tự hai đứa chồng qua đây phương trụ cho hai cháu để chào chú ông bà. Rồi mời con hai bà hai trước đi hai đứa để đây bác đây rồi để đây cậu hai bà hai cũng được. Nhìn lên ghi nhận thì cuối cùng cũng chúc sức
khỏe, họ nhờ cái rồi giờ sức khỏe làm ăn thành đạt và mời họ nhờ cái để ăn án lại thời gian dùng cho họ nhà trai một bữa tiệc hết sức là tân mật để các tình nghĩa không gia đậm đà như hết. Xin kính chào và hẹn gặp buổi lễ tới đây kết thúc. Chú tôi chuẩn bị nãy giờ bỏ bây giờ mời hai đi hả? Dạ, cảm ơn hai cháu nha. Bây giờ tôi thuận tay đâu tôi đó tiếp giờ tôi giúp có mẹ ba người giúp bây giờ tôi nhờ một người đại diện mọi người. Sao ngon thấy ngọt quá chứ. Một nhà chúc mừng gió mưa thuận hòa đường đi tuy khó không xa đường về trong tiếng hoa ca chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà chúc chàng tình xuân đậm đà một nhà nồng ngát hương hoa nay chim đã sơ lòng nên duyên vợ chồng từ đây xa phút long đong chàng về đã có thiếp mong chúc mừng hai họ một nhà chúc mừng hẹn hò tất cả quý vị phương khách có mặt trong buổi lễ tân hôn sáng nay lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tình yêu muốn thở vẫn là cung đàn của cuộc sống, những giai điệu tình yêu hôm qua, hôm nay và ngày mai thì không bao giờ khô héo trước cái đời cao vời. Sự thật đó là trường tồn và dính cũ không bao giờ thay đổi theo thời gian, mà trong tất cả mọi chúng ta khi lớn lên ai ai cũng từng trải qua một giai đoạn thật là hạnh phúc, thật là long trọng như thế này, mà cũng chính vì lẽ đó sáng hôm nay chúng ta có buổi lễ tân hôn thật là hoành tráng. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng hướng về sân khấu, chương trình nghi thức trong buổi lễ tân hôn xin được phép bắt đầu. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng hướng về cổng hoa, chúng ta dành một tràng pháo tay thật to thật nồng nhiệt thay cho tràng pháo cưới đón tiếp tân lang và tân gia nhân đẹp nhất trên hành tinh này ngày hôm nay. Trân trọng kính mời Nhật Linh cùng với Ánh Thơ bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay cổ vũ thật nồng nhiệt quý vị. Và tiếp tục với chương trình xin giới thiệu cặp đại diện đại diện cho hai gia tộc. Trước tiên giới thiệu cặp đại diện đại diện của tộc của họ nhà trai. Trân trọng kính mời thân phụ thân mẫu của chú rể ông Nguyễn Văn Bảy cùng với bà Nguyễn Thị Bé Em đến từ Trung Hiệp Vũng Liêm Vĩnh Long. Và phía tộc của họ nhà gái trân trọng kính mời thân phụ thân mẫu của cô dâu ông Nguyễn Văn Kim cùng với bà Cao Thị Kiều đến từ Trung Hiếu Vũng Liêm Vĩnh Long. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho hai gia tộc luôn quý vị. Kính thưa quý vị, trên thế giới ta hiện giờ là một bức tranh gia đình thật là tuyệt vời và hạnh phúc. Hai nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay cũng như đại diện cho hai gia tộc vừa cho mắt tất cả quý vị. Ông bà sư thường câu thuật ngữ ca dao, yêu nhau mới nước cũng treo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Dù cho giặc đổi sao dời, lòng anh vẫn mãi trong đời bên em. Và những câu ca dao tục ngữ nghe thật là đơn sơ mộc mạc, nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm và tràn đầy ý nghĩa mà trong mọi chúng ta khi lớn lên, cha lấy vợ, gả lấy chồng. Đó là tục lệ ngàn xưa của nước Việt Nam và ông bà ta đã cố gìn giữ. Mà chính vì lẽ đó Nhật Linh cùng với Ánh Thơ đã gặp nhau, quen nhau, yêu nhau. Cuối cùng thì một nửa trái tim của Ánh Thơ đã gặp một nửa trái tim của Nhật Linh. Hai trái tim hòa cùng chung nhịp đập, họ có một kết cục thật là mỹ mãn, đó là hôn nhân. Kính thưa quý vị, được sự cho phép của hai gia tộc, cho phép đôi nguyên tuyệt vời nhất của chúng ta được chọn anh lành tháng tốt để làm lễ thành hôn. Và hôm nay là ngày 7 tháng 10, 2019, nhằm ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi 2019 là ngày lễ thành hôn, là ngày vui trọng đại nhất của đời Quyên Ương. Và sau tiệc này thì Ánh Thơ cùng với Nhật Linh sẽ được chính thức thành vợ thành chồng và chính thức tiệc nữ đai mên, tay trong tay dắt nhau đến xuống đường còn lại.
Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng hướng về sân khấu. Chúng ta đến nghi thức đầu tiên, đó là nghi thức chơi trù sâm banh. Kính thưa quý vị, chơi trù sâm banh đầu tiên đến dự bận nắp để mình chứng chàng thì nhật lên cùng với ánh thơ. Từ đây sẽ bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống có vợ có chồng, có đời có bạn, tay trong tay chỉ đích nhau từ đến bến bờ hạnh phúc. Tay chàng nắp chặt tay nàng, rót từng giọt rượu mặn đồng ái ân. Tình chàng nguyện mãi bên nàng, sẽ duyên kết tóc bên nhau trọn đời. Lòng tin yêu và ngưỡng mộ, giờ đây chúng ta cầu nguyện chúc cho ánh thơ cùng với Nhật Linh tay trong tay chỉ giúp bờ bến, riêng anh bến đợi đó là em. Và chúng ta thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của chúng ta, dành cho đôi viên hương một tràng pháo tay thật nồng nhiệt khi nghi thức vừa hoàn thành đến quý vị. Mới có ta làm nên là bởi mẹ cha muôn chồng, thời con thì phải hết lòng, đó là chữ hiếu dạy trong lương thương. Kính thưa quý vị, thì công cha đã như núi Thế Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Đi khắp thế gian không ai tốt hơn mẹ, gian khổ cuộc đời không nào gắn bằng cha. Người mẹ thì đã cùng mang tính kháng 10 ngày mà nàng đẻ đau, và người cha thì tình tảo như cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Thì trong tất cả các bậc sinh thành nào, ai ai cũng mong muốn cho con mình sinh ra thật là mạnh khỏe, ăn học rất là thành tài, đi xa một chút nữa là tìm một nửa cho dựa về mình về sau thật là long trọng, thật là hạnh phúc. Kính thưa quý vị, thì đôi quy ngương của chúng ta có quyết định như thế này, có công lao rất lớn của hai song thân đã cho đôi quy ngương hình hài khôi ngô tuấn tú, đáp lại tấm chân thành hiếu thảo đó. Đôi quy ngương hai tay dâng cao để rượu mừng, kính mời hai song cùng uống rượu trong quyết định tân hôn. Và khi nào thứ khách đếm 1, 2, 3, tất cả quý vị và khách, quan viên hai họ, chúng ta cùng nâng cao để rượu mừng, kính chúc cho hai họ nguyện khắc kích tình bằng hữu, đậm đà nghĩa thông gia. Tâm hồn chúc quý vị đâu nha. 1, 2, 3. Tình nào hơn tình phụ tử, chúng con kính tặng với sự ân tình. Hai con mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn, cả đời dễ nắng dòng sương. Chỉ mong con lớn con mau nên người, mẹ già rơm gánh mà non, nuôi con ăn học cho thơm tiếp đời chào trân trọng nhất. Các thưa quý vị, trai khôn dựng vợ, gái lớn gái trong, đó là quy luật của tạo hóa tự nhiên mà hai con trẻ đã tìm hiểu nhau rất là lâu dài, cuối cùng được sự cho phép của hai gia tộc của chúng tôi cho phép hai con được chọn làm thắng tốt để làm lễ thành hôn. Các thưa quý vị, thì hôm nay là ngày lễ tân hôn, ngày vui trọng đại nhất của con trai tôi, đó là Nhật Linh sánh duyên cùng với ánh thơ, thì vợ chồng tôi rất là vui mừng và sung sướng. Cho thấy rất đông đủ bà con nội ngoài, quý tộc hai họ, bạn bè thân hữu gần xa đã không ngại đường xa xa xôi, nhấn chút thời gian quý báu đến cùng cùng chung vui với hai gia tộc của chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến tất cả quý vị. Chúc quý vị gia đình lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, may mắn thành công trong cuộc sống. Không quên cầu chúc cho quý vị sẽ dùng một bữa thịt rượu tại tư gia họ nhà trai chúng tôi thật là ngon miệng. Trong lúc đại tiệc nếu có điều chi thiếu sót, rất mong tất cả quý vị gặp mặt bỏ qua cho. Tôi xin thật biết ơn. Và trước khi dứt lời, ba mẹ không quên cầu chúc cho hai con sẽ được trong năm tơ tóc tình giai ngẫu, mãi mãi bên nhau đến bạc đầu. Vừa rồi thì là chúc chân thành sâu sắc nhất của quý tộc họ nhà trai gửi đến tất cả quý vị. Một chào bắt tay to to nữa quý vị. Và xin mời đôi viên hương trở lại tấm bánh tình yêu. Tình em như một đóa hồng hòa vào hương bánh thơm lừng ngát ngay, anh nghi nhẹ nhẹ mái đầu kề vào má thắm cho tình đắm say. Đã bao lần anh muốn nói yêu em, nhưng ngần ngại trước trả lời tình từ, rồi năm tháng mới tình ta. Chào đôi, nhìn thẳng.
thì ngay bây giờ Đỗ Quyên Hương trao cho nhau ly rượu giao bôi. Và sau ly rượu này thì Nhật Linh cùng với Anh Thơ sẽ được chính thức thành vợ thành chồng và chính thức tìm một nửa của đời mình. Tay trong tay dắt đi sức quãng đường còn lại, cho dù quãng đường trước mặt của Đỗ Quyên Hương thật đầy chông gai và nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng vì tình yêu thương mãnh liệt, Đỗ Quyên Hương vượt qua mọi thử thách và tìm đến bên bờ vinh quang. Khi nào chúng ta đến 1, 2, 3, tất cả quý vị và khách, chúng ta cần nâng cao đi rượu mình, kính chúc cho Đỗ Quyên Hương được trăm năm hạnh phúc. Một, hai, ba. Lớn cho Đỗ Quyên Hương đó quý vị. Một tiếng nhà gái ra về luôn đó. Thôi nó tóm lại bớt là chút xíu đi nha, giảm giá nha, hàng sale nha. Thôi 15 giây thôi. Một. Nói chuyện. Một. Hai. Hai rưỡi. 299. Ba. Một chàng có tay thật lớn quý vị. Sau một chút nữa mới sâu đậm với trăm năm hạnh phúc à. 7, 11, 14, 18, 3, 4. Rồi rồi, xong rồi. Xem phim bí mật giang nha quý vị. Rồi xin cảm ơn Đỗ Quyên Hương. Chúc
sẽ rất hạnh phúc. Yeah.
cho tình yêu bước quay về. Yêu nhau yêu đi em, cho đời vang lên tiếng cười. Hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Yêu nhau đi em, quên ngày tháng đang dần trôi. Vui lên đi em, tìm đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em, xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em. Hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh cho tình yêu luôn nắm nồng. Hãy trao cho nhau trao nụ hôn phút ban đầu. Hát lên giúp cho họ nhà trai và họ nhà gái, tất cả các vị quan khách cùng các anh chị em hưởng ứng lời bài hát vương tiến bằng lên. Rồi đó, bây giờ thì anh xin song ca cùng với chị Tư và chị Hoàng Thành nhé. Bây giờ chị Tư cứ tới hát bài bỏ công để đi tiền, hát bài bỏ là chiếc lát về nhà không còn cái vàng nào chơi hết. Trời ơi, một ngày hai đứa cháu hạnh phúc cả đời. Tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà của bác. Cô chào bác ơi. Bác gì?
hàng hôm tôi chúc nhiều ngày bên nó đúc câu giàu hiền nên múa chiên trầu ca anh ba phía để giúp vui cho họ nhà đây Thank you.
dài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi.